Tiếp theo là phần chánh văn. Ác trời sông hiện ra thiện nghiệp, lòng nguồn chân Phật tiếp dần cho. Trồng cây lành gì quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ khật cũng đừng phiền, sao lãng chân tâm. Mong tiếng kêu thấu đến tòng lâm, cùng thiện tinh bá già hưởng ân. Muôn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Chớ giả dối mà mang sắc cười áo mượn bồ đề chuối hột lẻ người, làm cho dân khinh dễ ngáo cười. Tội lỗi ấy luật nào dung thứ, chú thích: thiện nghiệp là các việc làm lành của ba phần thân khẩu ý, tức là thập thiện nghiệp. Đối với thập ác nghiệp, Đức Giáo Chủ bảo: sau khi diệt được thập ác rồi, tự nhiên 10 điều lành hiện ra. 10 điều lành ấy gồm có: thứ nhất, đã không sát sanh mà luôn có lòng từ bi thương người mến vật và tận tâm cứu giúp. Thứ nhì, đã không đạo tặc lại hay làm việc nghĩa giúp đời. Thứ ba, đã không hành động tà dâm mà tâm hằng trong sạch, lễ độ và tôn trọng luân thường đạo lý. Thứ tư, đã không dùng lời lưỡng thiệt lại luôn nói lời thành thật chánh đáng. Thứ năm, đã không phạm ỷ ngôn lại thường nói lời tốt lành êm dịu. Thứ sáu, đã không phạm ác khẩu mà nói toàn lời thanh bai hiền đức. Thứ bảy, đã không nói giọng ngữ lại hằng nói những lời chân chánh đúng với sự thật. Thứ tám, đã không có ý tham lam bỏn sẻn mà luôn có lòng bố thí vị tha tự tại vô ngại. Thứ chín, đã không có ý sân hận tật đố lại hằng dụng tâm quan hỷ từ bi nhẫn nhục và khoan dung. Thứ mười, đã không còn mê si tà kiến mà luôn phát sanh trí huệ và chánh kiến. Lóng nguồn chân, tâm ý con người ví như một nguồn nước, nếu khuấy lên là đục, bằng lóng lại là trong. Người hành đạo một khi lòng lóng lặng được thì tham sân si dứt bặt, chân trí hiện bày như một nguồn nước trong lặng, nhìn thấy tận đáy. Tiếp dẫn là dắt đường, dùng mọi cách chỉ đường vào đạo hay rước đưa về cõi Phật. Bởi chúng sanh ham mê các sự giả dối ở trần thế, chìm nổi trong cạm bẫy luân hồi, nên Phật và chư Bồ Tát quá hiện giảng dạy cho họ thấu hiểu đạo màu để lo tu hành giải thoát, ấy gọi là tiếp dẫn. Còn người tu pháp môn tịnh độ, chí tâm niệm Phật làm lành, thì lúc lâm chung được thấy Phật A-di-đà hiện đến tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc. Dị quả cũng gọi là quả dị,
tức là ngôi vị thành tựu của các nhà tu hành đạo đức như vị quả La Hán, vị quả Duyên Giác, vị quả Bồ Tát hay Phật. Đức Thầy từng khuyên, nếu bền lòng vị quả cao thăng, sao lãng là bỏ lơi không để ý đến. Ví dụ, sao lãng việc tu học. Chân tâm là lòng thanh tịnh trong sáng, chẳng nhiễm ô trần trược hay vọng tưởng. Đối với vọng tâm hay giả tâm, theo pháp tánh tông thì chân tâm là thức thứ chín, Amala thức. Bởi tự tánh của nó là hoàn toàn trong sạch nên kêu là chân tâm. Còn tám thức trước do vô minh khởi ra nên gọi là vọng tâm. Trong kinh Di Đà có tỷ dụ: nước biển thường trụ chẳng thay đổi, chân tâm của mỗi chúng sanh cũng vậy, nó vẫn trong sạch, thường trụ từ vô thủy đến nay. Còn sóng biển thì có khởi, có diệt, lúc có lúc không, tức là vô thường. Các vọng tâm của chúng sanh cũng thế. Kinh Lăng Nghiêm Phật phán: tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay chết đi sống lại mãi, là tại họ chẳng biết cái chân tâm thường trụ, thể tánh nó vẫn trong sạch sáng màu. Đức Thầy cũng viết: lìa xa địa ngục thảm sâu, khỏi nơi hầm lửa đặng cầu chân tâm. Tòng Lâm do Phạn ngữ Samha có nghĩa rừng tòng, ý nói chỗ chư tăng và người thế tục hòa hợp với nhau để tu học giáo lý. Cũng như nhiều cây hợp lại thành rừng, xưa thời Phật trụ thế thường cu hợp lại đại chúng lại cảnh rừng mà thuyết pháp, như rừng của Thái tử Kỳ Đà hay Trúc Lâm, vân vân. Vì thế cũng gọi chỗ thuyết pháp dạy đạo có chùa chiền vườn tược là Tòng Lâm. Nhưng chữ Tòng Lâm ở đây chỉ cho giới tăng ni xuất gia. Hưởng ứng: hưởng là tiếng vang, ứng là đáp lại, ý nói bằng lòng nghe theo lời kêu gọi. Lợi dưỡng: lấy lợi để nuôi thân mình. Trí Độ Luận có viết: sự lợi dưỡng không khác con vật, nó làm hoại các gốc công đức, tỷ như mua đá làm hại năm thứ lúa vậy. Bồ đề chuỗi hột là sao chuỗi làm bằng hột bồ đề. Các tăng ni hay dùng nó lần theo tiếng niệm Phật. Chuỗi có hai loại: chuỗi trường có 108 hột, chuỗi tai có 18 hột. Ở đây chỉ cái gì thuộc về hình thức, sự tướng, đối với nội tâm, dù gì. Lược giải từ câu 661 đến câu 676. Đoạn này ý nói người tu hành khi trừ xong 10 điều ác thì đắc được 10 điều lành, ấy gọi là trọn lành. Xong phải lóng sạch phàm tâm, tiêu trừ hết di tế phiền não, tham sân si để được trọn sáng. Cũng như lu nước đục lọc hết cặn cáo thì còn một màu trong lặng, chất nước ấy không bao giờ đục lại. Nhà tu khi được tới đó tức diện kiến Phật tâm, ngộ Phật tri kiến, hoặc được chư Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Lại nữa, căn cứ vào luật nhân quả, trồng bông kiện giống chi hưởng nấy. Kẻ làm lành lánh dữ tất được sự an vui giải thoát, tuy hiện giờ chưa thấy, chớ sau này sẽ kết quả chắc chắn, không hề sai chạy. Đức Thầy hằng khuyên nhủ, kẻ tu hành dầu có bị người đời chê ngạo ngu khờ, ta cũng đừng buồn lòng thối chuyển mà lơ đễnh việc trau tâm sửa tánh. Và Ngài cũng kêu gọi khắp tăng ni Phật tử, từ bậc xuất gia đến hàng cư sĩ, hãy thẩm xét cho chín chắn mà hưởng ứng theo lời khuyến thiện trong đây. Bởi Ngài nhận rằng, muốn cho nền đạo Phật được bền chắc và phát triển lan rộng, hầu cứu rỗi các tầng lớp chúng sanh, thì điều trước tiên là các giới tu hành hãy dẹp lòng vị kỷ riêng tư. Nếu là kẻ xuất gia, muốn lìa xa bể tục,
cần phải có tinh thần xả kỹ, lợi tha, ăn bần lạc đạo, để dồn hết tâm cơ trí lực vào việc công nghĩa, dắt chúng tu thân. Kế tiếp là không nên mượn màu sắc nhà tu, trang diện hình thức bên ngoài để lừa dối bá gia, mà bên trong chẳng thật tâm hành đạo. Vì nếu tu như thế sẽ bị người đời khi Phật ngạo tăng, làm mất thanh danh chung cho đạo, luật pháp không thể nào tha thứ được.